À, từ từ ạ, anh ơi, cho em xin cái kịch bản. Có nên mua thêm gói bài mở rộng cho điện thoại? Đây là câu hỏi mà chắc chắn nhiều người cũng đã từng nghĩ đến rồi. Và các bạn thử nghĩ xem, bây giờ mà dùng một năm ấy, mà nó rơi vỡ một phát thì lại mất bao tiền để sửa, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp cho câu hỏi việc có nên hay là không nên mua thêm gói bài mở rộng điện thoại nhá. Intro nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến khái niệm bảo hành mở rộng là gì. Bảo hành mở rộng giúp chúng ta kéo dài thời gian bảo hành từ phía nhà sản xuất hay là từ phía đại lý bán hàng. Bảo hành mở rộng chấp nhận ngay cả những lỗi của người dùng như là rơi vỡ này, hay là vô tình dính nước, hoặc là thậm chí những cái máy cũ đã hết thời gian bảo hành từ nhà sản xuất. Hiểu đôm na thì bảo hành mở rộng là như vậy. Mình cũng đã tham khảo một số những cái bài viết ở trên internet thì điển hình có cuộc bầu chọn ở trên Tinh tế, đó là có khoảng hơn 50% bầu chọn là không, còn lại thì chia đều cho việc có, đã mua và có, chưa mua. Như vậy là sau cái màn vote vừa rồi thì chúng ta cũng thấy kết quả đấy. Chẳng biết là nên theo phe nào cả, 50-50 mà. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu việc là có nên hay là không nên ở phương diện là một người trung lập như mình nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nêu ra những lý do mà mình nghĩ là chúng ta không nên mua cái gói bảo hành mở rộng thêm này. Trong những năm gần đây thì chất lượng gia công của các sản xuất đã tốt hơn những năm trước rất là nhiều rồi. Các bạn có thể thấy là những sản phẩm từ giá rẻ cho đến cao cấp đều có những chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Ví dụ các bạn có thể thấy trên chiếc Redmi Note 7 này, trong buổi ra mắt thì hãng đã biểu diễn khả năng chống chịu của máy, như là dùng máy để chơi ca rông này, đập quả ốc chó hay là dùng làm thớt luôn. Có lẽ là do chất lượng của mặt kính tinh tinh ngày càng tốt hơn rồi. Đúng, đây là một cái điều mà các bạn hoàn toàn có thể gặp. Tuy là phần trăm của những cái sản phẩm lỗi nó rất là ít, và nếu như các bạn gặp một sản phẩm lỗi thì chắc chắn là sẽ có khoảng 1.000, 2.000 hoặc thậm chí là vài chục nghìn người lỗi theo bạn luôn. Gặp phải những cái sản phẩm lỗi thì các bạn mang ra cửa hàng là auto được đổi mới luôn. Nên các bạn không cần thiết phải đợi đến hết bảo hành mới phát hiện những cái lỗi của nhà sản xuất đâu. Dùng vài ngày thì có lẽ là đủ nhận ra được là máy của bạn có lỗi hay là không rồi. Với mình thì thời gian bảo hành 1 năm có lẽ là tương đối là đủ rồi. Bởi vì các bạn thấy này, trong năm gần đây thì các bạn có xu hướng là mua điện thoại, dùng hết bảo hành trong vòng 1 năm, sau đó là bán luôn và lên đời điện thoại mới trong năm sau. Và thậm chí là trong thời gian gần đây thì mình thấy là có Vsmart thì hãng bảo hành điện thoại lên đến 18 tháng nữa. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về thời gian bảo hành mặc định của nhà sản xuất rồi. Còn bây giờ sẽ là những lý do mà các bạn nên mua thêm gói bảo hành mở rộng này. Nếu như bạn thuộc cái tuyến người trên ấy thì mình khuyên các bạn là mua ngay, mua luôn. Bây giờ các bạn muốn bỏ thêm một chút tiền để mua gói bảo hành mở rộng hay là bỏ thêm vài triệu ra để thay một cái màn hình nào? Suy nghĩ cho kỹ nhá. Nếu như bạn muốn tăng thời gian bảo hành lên, hoặc là bạn là một người dùng bó cẩn, thì mình nghĩ là gói bảo hành mở rộng thật sự là dành cho bạn rồi. Hiện tại khi mà mua máy tại Hoàng Mobile thì các bạn có thể mua thêm gói bảo hành HCare Platinum. Trong này có ghi là các bạn sẽ được bảo hành do các hỏng hóc về điện này, bị đổ chất lỏng vào điện thoại hay là bị vỡ màn. Thì chúng ta đều nhận được cái sự bảo hành từ Hoàng Hà. Mình sẽ để thêm giá đây để cho các bạn tham khảo. Cái giá này thì có lẽ là nó cũng chưa chính xác lắm đâu, cho nên là các bạn hãy đến trực tiếp những cái đại lý bán hàng của Hoàng Mobile để mà tham khảo thêm nhá. Với những cái sản phẩm cũ thì đa phần chúng còn rất ít thời gian bảo hành hoặc là không còn luôn, cho nên cá nhân mình thấy thì các bạn nên mua gói bảo hành mở rộng này cho những sản phẩm cũ, nhấn mạnh nhá, nên mua đấy. Hiện tại thì những gói bảo hành mặc định với những chiếc loại cũ trên thị trường chỉ khoảng 3 cho đến 6 tháng mà thôi, và thậm chí là còn không có nữa. Cho nên việc mua gói bảo hành mở rộng giúp những chiếc máy đã qua thời gian sử dụng này tăng thêm thời gian bảo hành lên 12 tháng là hoàn toàn cần thiết. Với những cái sản phẩm cũ thì nó cũng giống như người già vậy, có thể ốm đau, bệnh tật bất kỳ lúc nào. Cho nên là với sản phẩm này thì chúng ta cũng nên cẩn thận một chút thì hơn. Và trên đây là những quan điểm cá nhân của mình về việc là nên mua hay là không nên mua gói bảo hành mở rộng cho điện thoại. Mình thì là một người dùng điện thoại rất là cẩn thận, cho nên là cá nhân mình thấy thì mình chưa cần đến cái gói bảo hành này. Còn ý kiến cá nhân của bạn thì sao thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Cái việc mua bảo hành mở rộng điện thoại sao? Rồi.